Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. Zero. Và các bạn ơi, hãy cùng với Kim Trinh để tìm hiểu và cập nhật những tin tức bóng đá hàng ngày bằng cách bấm like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những điều gì thú vị của mỗi ngày các bạn nhé. Xin chào các bạn. Nhiều người cho rằng Pep được Chúa ban tặng kỹ năng chuyền bóng và sút phạt thượng thừa. Cho đến trước khi Sir Alex Ferguson miêu tả một buổi tập của Pep trong cuốn tự truyện Managing My Life. Cũng giống như là Cristiano Ronaldo, Pep là người yêu cầu cao trong tập luyện. Cậu ta đòi hỏi sự chính xác hơn bất kỳ đồng đội nào khác, Sir Alex miêu tả. Phóng viên Amit Kakwala của tạp chí Forfarzu bổ sung thêm, Pep tập luyện kỹ năng chuyền bóng thuần thục tới mức mà cậu ta có thể đá một cái lon vào thùng rác cách đó 15 mét. Chỉ những nhận xét như vậy thôi cũng đủ hiểu Beckham là một trong những tay sang bàn và kiến tạo cứu khôi như thế nào trên sân cỏ. Và sau đây chính là những pha kiến tạo để đời của David Beckham.
I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Với pha bóng nào nhất, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!